Trong hai thập niên đầu tiên kể từ sau khi thành lập vào năm 2001, Tiger Global đã trở thành một trong những nhà đầu tư công nghệ có lợi nhuận tốt nhất. Công ty này có số cổ phần trong nhiều startup tỷ đô hơn bất kỳ công ty nào khác. Tiger Global Management của Jay Coleman đã trở thành quỹ đầu cơ hàng đầu vào năm ngoái. Với 48% lợi nhuận từ quỹ hàng đầu của mình, công ty đã trả lại 10,4 tỷ đô la cho các nhà đầu tư của mình vào năm 2020, nhiều nhất trong số 20 quỹ đầu cơ hoạt động tốt nhất được theo dõi bởi LCS Investment, một công ty quỹ đầu tư. Bên cạnh đó, quỹ đầu tư Tiger Global có tỷ suất sinh lời trong 20 năm gấp 2,5 lần quỹ đầu tư của Warren Buffett. Nếu lấy cổ phiếu của Berkshire Hathaway làm thước đo, trong vòng 20 năm qua, tỷ suất lợi nhuận của Warren Buffett đạt khoảng 10,6%. Đây là con số lợi nhuận không hề nhỏ nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng chung. Một số liệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng với tốc độ bình quân là 3,8% một năm từ năm 1946 đến năm 1973. Trong vòng 20 năm qua, hai quỹ của Tiger Global đã tỷ suất lợi nhuận lên tới 21% quỹ public và 26% quỹ private. Với 25 triệu đô la vốn ban đầu, giờ đây Tiger Global đã quản lý số tiền lên tới 80 tỷ đô la Mỹ. Cá nhân Jay Coleman, nhà sáng lập của quỹ đầu tư này, hiện có khối tài sản ước tính là 10 tỷ đô la Mỹ. Jay Coleman vốn làm việc với vai trò nhà phân tích công nghệ cho công ty Tiger Management của Julian Robertson từ năm 1997 đến năm 2000. Vào năm 2000, Robertson đóng cửa Tiger Management và giao cho Coleman hơn 25 triệu đô la để quản lý quỹ. Điều này đưa anh vào danh sách Tiger Club, gồm những nhà quản lý quỹ bắt đầu sự nghiệp quản lý quỹ của họ với Tiger Management. Vào năm 2001, Coleman thành lập Tiger Technology, sau này được đổi tên thành Tiger Global Management như một quỹ đầu cơ để đầu tư vào thị trường cổ phiếu đại chúng. Vào năm 2003, Tiger Global mở rộng đầu tư vào thị trường cổ phần tư nhân. Từ năm 2007 đến năm 2017, Tiger Global đã huy động được số vốn cao nhất trong số các công ty đầu tư mạo hiểm. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2002, Robertson từng cho biết, Tôi không tin lắm vào công nghệ, nó không phải là nơi để đầu tư nhưng dù sao robinson cũng đã gieo mầm cho chiến lược theo định hướng công nghệ của common tiger global có hai chiến lược mà mỗi chiến lược quản lý số vốn gần như nhau đối với quỹ đầu tư và doanh nghiệp đại chúng họ đầu tư vào các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán dài hạn như cách các quỹ đầu tư thông thường vẫn thực hiện đối với chiến lược đầu tư cổ phần tư nhân tiger global nhắm mục tiêu vào các công ty tư nhân theo định hướng tăng trưởng từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối tập trung vào các doanh nghiệp có trụ sở tại hoa kỳ trung quốc và ấn độ Tiger Global ước tính đầu tư khoảng 30% vốn của mình vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu Series A và B và 20,5% hướng vào các công ty khởi nghiệp Series C. Những gã khổng lồ công nghệ từng qua tay Tiger Global có thể kể đến như Alibaba, ByteDance, Facebook, JD, Spotify, Netflix. Những thành công ban đầu của Tiger Global là nhờ việc đầu tư vào ba công ty Internet Trung Quốc vào cuối năm 2002 là Sinacorp, Sohu.com và NetEase được mệnh danh là Yahoo của Trung Quốc. Tất cả những khoản đầu tư này được đánh giá cao và nhân lên nhiều lần vào giữa năm 2003. Ngày nay, mảng kinh doanh cổ phần tư nhân chiếm khoảng một nửa tài sản của quỹ đầu tư này. Tất nhiên, quỹ này cũng từng mắc phải sai lầm khi ôm đồm các ngân hàng và các cổ phiếu khác trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Hiện nay, Tiger Global chủ yếu tập trung vào ngành tiêu dùng, doanh nghiệp và công nghệ tài chính ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao có sự vượt trội giữa Tiger Global và Berkshire Hathaway. Warren Buffett hầu như không đầu tư vào các công ty công nghệ, Internet, tập trung đầu tư chủ yếu vào các công ty tại Mỹ. Trong khi đó, Jay Coleman tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ và Internet, đầu tư trên toàn cầu, đặc biệt là tập trung đầu tư vào khu vực châu Á. Như vậy, trong lĩnh vực đầu tư, bạn có thể nhận ra hai bài học ở đây. Việc Warren Buffett không đầu tư vào các công ty công nghệ không có nghĩa là bạn cũng phải máy móc bắt trước tùy theo vòng tròn năng lực của mỗi người để tự lựa chọn lĩnh vực đầu tư. Thứ hai, thế giới này càng kết nối, hãy đầu tư với tầm nhìn toàn cầu, vì như vậy thì hòn tuyết sẽ có quãng đường lăn dài hơn.